Hernan Crespo mua thẻ Icon. Vị trí ST là 108, CF là 107. Mức lương 25, chiều cao 1m84, cân nặng 78 kg, thể trung bình. Chân thuận, trái 4,5, quốc tịch Argentina. Có 4 sao kỹ thuật. Chỉ số gốc bao gồm xoáy, ma tốc độ và đánh đầu mạnh. Ở vị trí ST thì Crespo nổi bật ở khả năng dứt điểm, khả năng đánh đầu, khả năng chọn vị trí và khả năng tăng tốc. Ngoài ra các bộ chỉ số như tốc độ, rê bóng, giữ bóng, chuyền ngắn, lực sút, sút xa, khả năng vô lê và phản ứng cũng cực tốt. Ngoài vị trí ST thì Crespo có thể chơi đấu ở vị trí CF với khả năng chuyền ngắn là 96, khả năng giữ bóng 108 và khả năng rê bóng là 107, cộng với tầm nhìn 101. Ngoài ra thì sức mạnh Grapple là 105 và thể lực là 101, tương đối trâu. Khả năng quyết đoán, năng nhảy là 105 và sức bình tĩnh là 111. Thì để hết năng Grapple Icon ở vị trí ST thì các bạn để chiến thuật đơn như sau. Công 3 thủ 1 sẽ lách tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ vào một trận xếp hạng để xem trong in-game Grapple thể hiện như thế nào. Argentina là quốc gia rất nổi tiếng khi sản sinh ra rất nhiều những tên tuổi vĩ đại ở vị trí tiền đạo như mũi tên bạc Di Stéfano cùng với Real Madrid đã chinh phục rất nhiều cúp C1 châu Âu. Cậu bé vàng Diego Maradona với chức vô địch World Cup năm 1986. Vua sư tử Gabriel Batistuta và hiện tại chính là thiên tài Lionel Messi với 6 quả bóng vàng liên tiếp. Tuy nhiên, về một tiền đạo toàn diện và có khả năng khâu chiến mạnh mẽ nhất, người có thể nhắc tên ở Argentina đó chính là Hernán Crespo, một trong những ông vua về khả năng đánh đầu. Crespo nổi tiếng nhờ khả năng thi đấu thông minh và cách chọn vị trí rất khôn ở trên sân. Ngoài ra, anh cũng là một tiền đạo có thể hình và giàu sức mạnh, có kỹ năng sút bóng căng và rất xoáy. Mùa thẻ Icon chính là mùa thẻ xuất sắc nhất của Crespo. Trong 543 trận đã thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu Serie A và Ngoại hạng Anh thì Crespo đã có tới 198 bàn thắng. Và trong 65 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina thì anh đã có 35 bàn thắng cùng với Argentina đoạt huy chương bạc Thế vận hội Olympic Atlanta. Ngoài ra, ông còn có chức vô địch Serie A với 3 Scudetto, một vô địch Ngoại hạng Anh cùng với Chelsea và đã từng giành vua phá lưới ở Serie A. Kỹ năng phối hợp đồng đội và chuyền ngắn ban bật, khả năng đỡ bóng bước một và dè dắt bóng dính chân cùng với tốc độ cao là những ưu điểm mạnh của Hernán Crespo mùa giải Icon. Hernán Crespo nổi tiếng với khả năng ghi bàn sắc bén. Và khả năng không chín cực kỳ tốt. Ngoài ra những cú vô lê của tiền đạo này cũng rất sắc bén. 4 sao kỹ thuật giúp anh thực hiện được những skill tương đối mượt.
Rambo phù hợp với sơ đồ tấn công một tiền đạo hoặc hai tiền đạo. Trong in game thì Crapo có mái tóc xoăn dài đặc trưng, một thể hình tương đối lý tưởng, chiều cao 1m84, cân nặng là 78 kg. Trên sân thì hệ năng Grapple di chuyển và chọn vị trí cực kỳ thông minh, luôn có mặt ở những tình huống có khả năng ghi bàn và đón bóng ở vị trí cuối cùng để dứt điểm. Ngoài khả năng sút xoáy thì Grapple có khả năng sút xa cũng tốt. Crespo chính là người được lựa chọn để thay thế người ngoài hành tinh Ronaldo ở Inter Milan. Anh cũng đã từng giúp Parma vô địch Serie A.
lấy bóng chọc chân của Hát Năng Club thì gần như phải đó là một tình huống phạm lỗi. Cái tiền đạo này giữ bóng rất chắc và có khả năng tì đè tốt. Có thể nói Hát Năng Grapple mùa Icon chính là một siêu tiền đạo toàn diện, có thể ghi bóng, ghi bàn bằng hai chân đều như nhau, ngoài ra có khả năng ghi bàn bằng 09 cực kỳ lợi hại. Và những tình huống bật nhảy của Grapple thì bóng thường bật rất cao và bóng đi với lực rất căng và hiểm hóc. Thường các thủ môn sẽ phải bó tay trước những cú đánh đầu mạnh mẽ của Hát Năng Grapple. Ngoài khả năng gánh tem solo ghi bàn thì Crespo khả năng phối hợp với đồng đội cũng rất tốt. Đây là một icon cực kỳ đắt giá. Tình huống phạm lỗi rất thô bạo.
Khả năng 09 bật nhảy rất cao của Red Bull. Trong tất cả các bộ chỉ số thì khả năng đánh đầu là cao nhất. Đối đầu với một trong những icon vừa nhanh vừa khỏe thì thật sự là một điều rất khó khăn với bất kỳ một trong những trung vệ nào, kể cả những trung vệ hàng đầu thế giới như Virgil van Dijk hay Sergio Ramos. Sau những trận mưa tầm tã của Hà Nội thì điều kiện mạng có vẻ trở nên lác hơn rất nhiều. Ngoài khả năng ghi bàn và gánh team thì Red Bull cũng có khả năng làm tường ở vị trí CF, thì anh sẽ hút hậu vệ đội bạn hoặc đỡ những tình huống bằng khả năng bật nhảy cao, sau đó nhả bóng về cho tuyến hai dứt điểm. Red Bull cực kỳ phù hợp với sơ đồ đặt cánh đánh đầu hoặc phòng ngự phản công nhanh, và anh có khả năng bứt tốc cực tốt. Giá trị trên thị trường của Crespo rơi vào tầm hơn 14 tỷ BB. Đó là một giá trị không hề nhỏ một chút nào. Vậy để sở hữu được icon này, các huấn luyện viên sẽ mất rất nhiều máu. Tài khoản của anh ấy mà.
Wow, tốt cực căng và nhanh. Cú ra trần của Red Bull cực nhanh. Tuy nhiên trong một ngày handicap phản đàm thì ta thấy là đội hình chất lượng cao điều ảnh hưởng không nhỏ tới chơi. Khả năng hút người cực tốt Red Bull. Đó là cơ hội để Lewandowski tung lên những cú đánh đầu hiểm hóc. Rất giàu sức mạnh. Rất căng.